Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tin vui đến với các bệnh nhân ung thư đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám đang gấp rút hoàn thiện khu vực ngâm chân hiện đại và tiện nghi dành riêng cho bệnh nhân ung thư. Với tổng diện tích khoảng 40 mét vuông, phòng ngâm chân được xây dựng kiên cố với hệ thống cột bê tông cốt thép, tường bao quanh, lát gạch men, trần la phong, mái tôn và trang trí đẹp mắt. Phòng ngâm chân được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu ngâm chân hiệu quả cho bệnh nhân ung thư đang hỗ trợ điều trị tại đây. Sự hỗ trợ quý báu từ gia đình các nhà hảo tâm, cô Nguyên ở Canada, gia đình cô Lượng Phạm ở Mỹ và các nhà hảo tâm khác trong và ngoài nước đã góp phần thực hiện hóa dự án ý nghĩa này. Phòng khám cha tự thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay góp sức giúp đỡ bệnh nhân ung thư. Sự hiện diện của phòng ngâm chân hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bệnh nhân ung thư, bao gồm giảm đau nhức, cải thiện lưu thông máu, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình hỗ trợ điều trị, giúp thư giãn tinh thần căng thẳng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ mang đến cho bệnh nhân ung thư sự chăm sóc y tế tốt nhất, góp phần giúp cho họ chiến thắng với căn bệnh quái ác. Phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình nhà hảo tâm cô Nguyên ở Canada, gia đình cô Lượng Phạm ở Mỹ và các gia đình nhà hảo tâm khác trong và ngoài nước đã luôn quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ xây dựng phòng ngâm chân cho phòng khám. Sự đóng góp quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp cho phòng khám có thêm cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư. Phòng ngâm chân là một phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả, giúp giảm đau, an thần, cải thiện lưu thông máu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Nhờ có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã hoàn thành xây dựng phòng ngâm chân với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, cung cấp dịch vụ ngâm chân miễn phí cho bệnh nhân ung thư, tổ chức các lớp học hướng dẫn cách ngâm chân đúng cách cho bệnh nhân và người nhà. Phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước một cách hiệu quả nhất để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Xin gửi lời cảm ơn một lần nữa đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành cùng phòng khám cha tự thương cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trên con đường bác ái. Kính chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng. Thầy Thanh xin được kính chào toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi buổi sáng thứ Bảy ngày hôm nay nha. Thì như thường lệ, cứ tới ngày thứ Bảy thì thầy sẽ dành một chút thời gian để hướng dẫn cho các bệnh nhân mới mình về cái phương pháp hỗ trợ điều trị của cha Phê-rôn nhân tường bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano, để quý bệnh nhân mình nắm rõ cái phương pháp này để mình làm chủ đó. Mình về nhà sau này khi mà mình hoàn thành cái chương trình hỗ trợ ở đây đó, mình về nhà mình nắm được cái phương pháp này để mà mình tự chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Đó là cái mục đích của các thầy ở đây, vừa chăm sóc cho quý bệnh nhân ở đây để mà có được cái kết quả tốt nhất, mà vừa cung cấp những cái kiến thức, những cái mình cần phải nắm để mình áp dụng được cái phương pháp của cha Tường. Đó là cái mục tiêu của các thầy. Thì ngày hôm nay là ngày thứ Bảy,
12 tháng 6 là cũng gần cuối tháng rồi đó. À, đầu tháng 7 mình có một cái sự kiện quan trọng là ngày đó là ngày kỷ niệm sinh nhật của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Ngày sinh của cha là ngày 2 tháng 7 1977. Đó. Thì các thầy có tổ chức cái buổi lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của cha để nhớ lại cái công ơn dạy dỗ của cha đối với các thầy thuốc ở đây. Nhờ có cha mà mới có các thầy ngày hôm nay, mới đứng lên đây, mới giúp cho những bệnh nhân ở đây. Mà đối với cái bệnh nhân thì mình có nơi để mình điều trị ngày hôm nay, có cái phương pháp hỗ trợ trên tinh thần yêu thương cho không, giúp cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn có cái cơ hội mình chiến đấu lại với cái bệnh ung thư. Thì đó là nhờ cái công sức của cha nghiên cứu 20 năm. Cho nên là thầy muốn kỷ niệm ngày sinh nhật đó để cảm ơn cha, tỏ lòng biết ơn cha, để làm sao mà cha ngày hồi lúc mà cha còn sống á, cha mong muốn làm sao được nhiều người bệnh nhân ung thư được hỗ trợ bằng phương pháp này, thì các thầy cũng vẫn duy trì và các thầy thực hiện theo cái di nguyện của cha để giúp cho những bệnh nhân ung thư bằng chính cái phương pháp này ngày hôm nay đó. Thì ngày 2 tháng 7 là các thầy sẽ tổ chức buổi lễ kỷ niệm. Các thầy đã đặt cái bánh kem bằng rau câu. Bữa đó sẽ kỷ niệm sinh nhật cha như vậy. Rồi cũng chuẩn bị vài món ăn để gọi là mời quý người nuôi để mà mình ăn một bữa cơm thân mật với các thầy ở đây trong cái buổi lễ đó. Sau khi mà buổi lễ đó xong là mình sẽ tổ chức cái buổi cơm thân mật đó, thì mời tất cả quý người nuôi nha. Tại vì như thế này, quý bệnh nhân á, mình điều trị ở đây mình có cái chế độ ăn của mình, các thầy không thể mời cơm được, mình ăn cháo, mình ăn các loại rau củ quả, mỗi bệnh nhân khác nhau, cho nên là các thầy không thể tổ chức chung cho quý bệnh nhân ăn được, nhưng mà có thể tổ chức cho quý người nuôi ở đây. Còn quý bệnh nhân á, mình có thể ngồi tham dự ở đây, người nhà có thể chuẩn bị đem theo cháo và đồ ăn riêng cho bệnh nhân của mình để mình ngồi mình chung vui. Có thể có những loại trái cây hay gì đó mình có thì mình sẽ ăn. Còn riêng về cái vấn đề mà tổ chức cái buổi cơm đó thì sẽ có cái bàn mâm dọn riêng cho người nuôi, còn bệnh nhân sẽ do người nhà tự chuẩn bị. Đó là cái chương trình của ngày 2 tháng 7. Thêm một cái niềm vui nữa mà các thầy muốn chia sẻ với tất cả quý bệnh nhân trước khi mà mình bắt đầu cái buổi live stream mà hướng dẫn cho bệnh nhân đó, thì thầy có một cái niềm vui thầy chia sẻ như thế này. Đó là thời gian vừa qua đó, cái tháng vừa rồi đó, là đã khai trương phòng sấy thuốc, sấy thảo mộc á, thì đi vào hoạt động, nay là gần giáp tháng rồi, được hai mấy ngày rồi. Thì cái phòng đó đã thực hiện đúng chức năng và giúp cho các thầy chủ động được cái nguồn thảo dược mà có thể tự bào chế, tự sản xuất ở đây. Ví dụ như nếu như mình có cái nguồn nguyên liệu tươi, mình sẽ qua cái khâu là rửa sạch, xong rồi sục khí ozone, rồi qua cái máy sấy, mình sấy bằng máy chứ mình không có phơi bên ngoài để sợ bụi với bị sợ những vi khuẩn hoặc là con này con kia đó. Cho nên sấy rất là an toàn, đảm bảo không có bị tiếp xúc với những cái loại bụi khói bụi bên ngoài đó. Rồi khi mà sấy xong đưa qua khâu nghiền ra thành bột, rồi từ bột đó mới đóng gói thành túi lọc. Cái quy trình để đóng túi lọc đó đã được cấp phép để sản xuất trà thảo mộc ở đây. Cho nên đó là các thầy rất là vui mừng khi mà mình tự làm chủ được cái phương pháp đó. Cái chương trình mà đóng trà túi lọc là cha đã mong muốn từ rất lâu rồi. Có nghĩa là lúc mà cha còn sống á,
là lúc đó là mới có tới cái sấy thôi. Mà khi sấy xong á, là phải vô các cái bọc thuốc bằng thủ công, có nghĩa là lúc đó không có nhân công mà phải mượn những người nuôi bệnh nhân. Thì lúc đó cái thời gian mà hỗ trợ điều trị 400-500 bệnh nhân á, thì đông quá không có làm xiết, cho nên là mượn một ngày là tới 10 hoặc là 12 người nuôi á, để phụ vô hút giùm, vô thảo dược giùm. Nhưng mà có thể là nó sẽ có sự chênh lệch một chút, tại vì có thể là cái gói á, gói này với gói kia nó sẽ bị lệch cái số gram đi, cho nên nó không chính xác, mà ngồi lâu á người nuôi cũng đau lưng. Thì đó cũng là một cái hạn chế mà cha cũng muốn được đi lên một cái phương pháp là đóng được cái trà túi lọc. Thì hôm nay các thầy đóng được rồi đó. Thì các thầy cũng giới thiệu với quý bệnh nhân đây nè, cái túi lọc mà phòng khám đã thực hiện được, coi như là mình tự sản xuất ở đây. Và thêm một cái nữa, trong cái chương trình mà mình thực hiện đóng trà túi lọc để cho thuốc, cho thảo dược để uống ấy, thì các thầy cũng sản xuất được cái túi lọc để ngâm chân. Đây là thuốc túi lọc ngâm chân à, nó sẽ khác với túi lọc uống của quý bệnh nhân đang dùng. Có nghĩa là cái gói này là 15 gram à, nó sẽ lớn hơn một chút. Mục đích để làm gì? Trong cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, bên ngoài việc khám chữa bệnh mỗi ngày, đắp thuốc, chăm cứu, chạy điện, rồi những cái phương pháp mà y học cổ truyền, nó còn một cái phương pháp nữa, đó là ngâm chân. Cái phương pháp ngâm chân là một phương pháp y học cổ truyền mà được áp dụng trong phòng khám này. Tuy nhiên là vì cái điều kiện hoàn cảnh cho cha chưa có điều kiện để cha làm cái đó, nhưng mà cha đã nghiên cứu và đã áp dụng rồi. Nhưng mà về cái mức độ quy mô để làm phục vụ cho số đông bệnh nhân là cha chưa làm kịp đó. Nhưng mà những cái điều đó cha đã mong mỏi, và các thầy hiểu được cái ý nguyện của cha, và vẫn tiếp tục làm sao để mà mỗi ngày phòng khám mình cái quy trình bắt đầu nó sẽ chuyên nghiệp hóa hơn, mỗi ngày bài bản hơn, nó đi vào cái khuôn khổ và làm được những điều mà cha mong muốn. Đó là cách mà các thầy trả ơn cho cha, giúp cho những bệnh nhân đưa ra những cái phương pháp mà cha đã từng mong muốn làm, mình phải tiếp tục mình làm cho được. Thì thời gian vừa qua trong tháng này á, các thầy tập trung vào cái phòng ngâm chân. Cái phòng ngâm nó nằm ở phía sau á, cái đường toilet á, đi thẳng tới, đó là cái phòng ngâm. Thì dự kiến là tới ngày 2 tháng 7 là cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật cha, là cái phòng ngâm đó sẽ hoàn thiện và có thể mình đi vào hoạt động. Nhưng mà không biết cái tiến độ nó sẽ có kịp hay không, các thầy cũng cố gắng làm sao cho kịp thời. Từ đây tới đó cũng còn 10 ngày, và trong 10 ngày nó cũng còn nhiều cái công tác chuẩn bị. Về cái phần thảo dược đó thì mình đã có rồi nha, có nghĩa là các thầy đã đóng gói được thành phẩm rồi, đã sẵn sàng để mà mình có thể ngâm được rồi đó. Đây là cái công thức mà cha đã dạy các thầy, cũng như là cha đã nghiên cứu ra mà áp dụng trước đó mà chưa có điều kiện để thực hiện. Thì các thầy ngày hôm nay các thầy vui mừng báo cho quý bệnh nhân là các thầy đã làm được rồi đó. Cho nên là bây giờ mình đã chuẩn bị được cái nguồn thuốc rồi, nguồn thuốc ngâm rồi, chờ phòng ngâm nó hoàn thiện thì lúc đó sẽ có những nhóm bệnh nhân đúng với cái bệnh của mình sẽ được xuống đó ngâm. Rồi về cái chương trình ngâm chân thì thầy sẽ phổ biến vào tuần sau là những bệnh nhân nào sẽ được ngâm và cái phương pháp ngâm như thế nào, thì các thầy sẽ hướng dẫn cụ thể. Thì chương trình nói tóm lại là ngày 2 tháng 7 là ngày đó là ngày kỷ niệm sinh nhật của cha, thì các thầy tổ chức đồng thời là có những bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị kết hợp song song đó. Thì hôm đó anh Xuân Dũng là trưởng ban truyền thông có tổ chức cái buổi lễ bốc thăm máy nước kiềm và ấm siêu tốc, thì đợt này sẽ đặc biệt hơn so với những tháng vừa rồi.
là bốc thăm tới hai máy nước kiềm lần, sẽ có hai bệnh nhân được may mắn nhận được hai máy nước kiềm. Đó là cái phần tài trợ từ gia đình của anh Xuân Dũng. Cho nên thầy chia sẻ với quý bệnh nhân để mình hiểu. Cái bữa đó mình sẽ tham dự buổi sáng là 7 giờ sẽ là làm lễ ra phòng khám cho các bệnh nhân đã hoàn thành. Sau đó rồi mình sẽ khai trương cái phòng ngắm chân, thì các thầy cũng cáo biết làm sao cho ngày đó kịp thời để mình phục vụ được cho quý bệnh nhân. Tại vì thuốc thảo dược ngâm chân là mình đã sẵn sàng rồi đó, sẵn sàng để phục vụ rồi đó. Bây giờ chỉ cần phòng ngâm nữa thôi là hoàn thành. Tại vì sao thầy muốn cái phòng ngâm chân hoàn thành kịp thời vào ngày đó? Bởi vì cái vấn đề ngâm chân này nè, là cái tâm huyết của cha đã mong muốn, đã nghiên cứu và đã muốn làm từ rất lâu rồi. Từ năm 2014 là cha đã manh nha cái vấn đề ngâm chân rồi. Cho tới thời điểm hiện tại thì cái chương trình đó nó cũng chỉ là nhỏ lẻ thôi, chứ chưa có được phổ biến rộng rãi trong phòng khám. Thì ngày hôm nay các thầy vẫn tiếp tục thực hiện theo cái di nguyện đó và muốn làm cái chương trình phòng ngâm chân này. Đó là cái món quà các thầy muốn, đây là món quà mà các thầy muốn dâng tặng lên cho cha. Cái chương trình ngâm chân này là tâm huyết của cha, mà hôm nay mà các thầy làm được như vậy, thầy nghĩ cha sẽ vui mừng lắm. Rồi bây giờ thì các thầy sẽ khám bình thường, còn thầy sẽ hướng dẫn cho quý bệnh nhân về cái phương pháp hỗ trợ điều trị ở đây. Thì các bệnh nhân cứ đi khám, lần lượt mình cứ khám trong phòng các thầy, nhưng mà sẽ phải ngồi chờ để nghe thầy hướng dẫn cho xong, rồi mình mới bắt đầu, mình mới nhận gạo nước thuốc để mình về. Trường hợp mà quý bệnh nhân có hơi mệt á, thì có thể vào phòng của các thầy có cái giường để nằm nghỉ. Nhưng mà mình nên cố gắng mình tham dự cái buổi hướng dẫn hôm nay, để vì nó rất là quan trọng đối với mình. Cái thời gian ở đây với các thầy nó không có lâu, mặc dù mình thấy 3 tháng nó dài, nhưng mà thật sự ra quay qua quay lại là hết thời gian rồi, là mình phải trở về nhà, mình mới trở về với cuộc sống bình thường của mình. Mình vẫn tiếp tục điều trị, duy trì để khống chế được cái bệnh ung thư tốt. Mà muốn khống chế được thì mình phải hiểu về cái bệnh ung thư, hiểu về sức khỏe của mình, hiểu về phương pháp hỗ trợ điều trị của các thầy mà mình áp dụng cho đúng. Đó là cái mong muốn của thầy. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Ghi nhận hành trình hy vọng của phòng khám trong việc hỗ trợ điều trị ung thư sarcoma mỡ cho một bệnh nhân Tô Anh Dũng tại An Giang. Bệnh nhân Tô Anh Dũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khó thở, vết thương phình to dùng nách phải, ăn uống và ngủ nghỉ gặp nhiều khó khăn do đau nhức khắp cơ thể. Tình trạng của ông Tô Anh Dũng khiến gia đình vô cùng lo lắng, và bản thân ông Dũng cũng từng có ý định uống một liều thuốc cuối cùng vì quá đau đớn. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sức khỏe của ông Tô Anh Dũng đã có những chuyển biến tích cực. Hiện tại, ông Dũng có thể ăn uống, đi lại bình thường và vết thương cũng giảm đau nhức đáng kể. Kết quả này là minh chứng cho sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Họ đã phối hợp với nhau nhịp nhàng để đưa ra phác đồ hỗ trợ điều trị phù hợp với tình trạng của bệnh nhân Tô Anh Dũng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Câu chuyện của ông Tô Anh Dũng mang đến niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư khác. Nó cho thấy rằng với sự hỗ trợ phù hợp, bệnh nhân ung thư hoàn toàn có thể chiến thắng với căn bệnh và có cuộc sống khỏe mạnh hơn. 3-4 ngày đầu đó, hấp pha cái nước cháo mình chưa quen á, nó giặt chứ nó mệt lắm, đi vô mất xe kè vô, xe đẩy vô, giờ sức khỏe thấy nó ổn rồi, khỏe nhiều rồi, mà có cái gọn cái ban đêm thì nó nhức, đêm nhức sáng đêm á, nhức này nè, rồi sức khỏe thì ổn rồi,
Thầy ở đây nó nghe nhiệt tình tốt lắm, thầy các thầy với mấy cô ở đây nhiệt tình tốt, rất tốt. Có cái gì cái mình cho thầy hay, họ mệt lắm, nói ô mệt, mấy bữa vô đây mệt, thầy cho cái thuốc bắc cho to, mua uống khỏe nhiều lắm. Nó kêu ba gác nằm đi để cho nó mau hết, về nhà mình nằm nó cũng chết chứ đâu sống đâu, nếu mà vô đây có cơ hội rồi mình cứ nằm. Nhức quá, nhức chịu không nổi, nhức rồi vợ con nó bóp sáng đêm, tội nghiệp vợ con, mình tính quất mẹ ăn chai nước sâu vô chết đi mẹ rồi. Rốt cuộc rồi vợ con nó la, nó còn nước còn thác. Bây giờ chờ con cái là nó đắp cái này nó bể ra là để mình ăn ngủ là 50-50, chứ ở nhà cũng chết. Ở nhà nếu mà nằm ở nhà thì nó không hoàn toàn không có cơ hội. Vô đây thì xuống đến đây nằm gì nó có còn cơ hội, rất tốt, cơ phòng khám này là rất tốt, người ta đối đãi mình rất tốt, người ta khám nhiệt tình, rất là nhiệt tình. Có thể nói quá đáng chứ nó tốt hơn là ở bệnh viện mà mấy người mà trị thuốc Tây, Đông Y với Tây Y á, rất tốt. Ở đây là những cái tư cách mà thầy với cô đây nói chuyện, trao đổi đồ rất là thấy đồng nghiệp, rất thấy cưng. Ai cũng thấy nhìn thấy dễ chịu hơn. Còn bệnh viện giờ vô nó nạt nó nổi làm dữ lắm. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
vẫn đi tìm Chúa trong từng nỗi khát khao hồn con thao thức khôn vơi. Con đi tìm Chúa trong muôn ngàn nơi chẳng bao giờ ngơi, nhưng rồi cảm thấy xa vời. Con đi tìm Chúa trong muôn ngàn hương, nhưng lòng luôn vẫn vương trên con đường ngọt yêu thương. Qua bao nỗi nhọc nhằn con vẫn mong chờ Chúa, qua từng lúc khó khăn hồn con thao thức băn khoăn. Con mong chờ Chúa âm thầm nài van, những khi lầm than nhưng rồi cảm thấy nguy nan. Con mong chờ Chúa ra tay phù giúp, nhưng lòng vẫn đắn đo trong tâm hồn đầy âu lo. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con trên muôn vàn nẻo đường? Con chờ Chúa hay Chúa chờ con qua cánh dài đêm trường? Con chọn Chúa hay Chúa chọn con giữa muôn người dương thế? Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã chọn con đi trước nhàn ngài. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con? Con chờ Chúa hay Chúa chờ con? Và con chọn Chúa hay Chúa chọn con? Bao nỗi thăng trầm con vẫn luôn chọn Chúa, khi đời bão trái ngang hồn con thao thức hoang mang. Con luôn chọn Chúa qua bao đổi thay, vẫn một niềm tin nhưng rồi cảm thấy im lìm. Con luôn chọn Chúa qua bao cuộc sống, nhưng lòng vẫn khát mong trong thân phận người hư không. Con tìm Chúa hay Chúa tìm con trên muôn vàn nẻo đường? Con chờ Chúa hay Chúa chờ con qua cánh dài đêm trường? Con chọn Chúa hay Chúa chọn con giữa muôn người dương thế? Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã chọn con đi trước nhàn ngài. Lòng mến đầy vơi, con vui cả ngày tình thương Chúa. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương Chúa muôn muôn đời. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh,
đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.